Giá vàng thế giới giảm sâu khiến vàng SJC trong ngày 16 tháng 10 giảm 750.000 đồng một lượng, rời khỏi mức đỉnh 71 triệu đồng một lượng được lập trong tuần trước. Khoảng 16 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC được công ty P&G niêm yết ở mức 69,7 triệu đồng một lượng mua vào và 70,4 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng SJC ở mức 69,45 triệu đồng một lượng mua vào và 70,25 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 150.000 đồng chiều mua và 750.000 đồng chiều bán. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam còn 1.912.5 đô la Mỹ một ounce, giảm 20 đô la Mỹ một ounce so với giá chốt phiên đêm ngày 15 tháng 10 tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 56,7 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 13,7 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới quay đầu giảm vì nhà đầu tư chốt lời chờ những diễn biến mới ở Trung Đông sau khi giá vàng đã tăng hơn 5% trong tuần trước khi xung đột chính trị nổ ra giữa lực lượng Hamas với Israel, khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu gia tăng.